Rồi hello anh em ha. Bữa nay là đúng là lên một con này đúng là siêu phẩm nè anh em. Yamaha E-Bay 4 thì nha anh em. Yamaha 4 thì mà nó đẹp cỡ này nè anh em. Sơn zin, máy zin. Quá bẩn. Quá đẹp anh em. Xe full đồ zin mà đẹp cỡ này nè. Giá chỉ có 23.500, con này không chơi thì chơi con nào, anh em dạy chơi CL hay CD rồi đó, 50-60 là xe thường rồi đó anh em, chơi con này 2-3 năm chạy cái máy ăn đứt CD luôn nè. Cái máy da này là cực bền đó. Xe sơn zin mà đẹp cái này, còn xe nào đẹp hơn nữa anh em? Đây nè anh em, sơn zin nha, đây này đây sơn zin màu bóng, đúng là bóng lưỡng luôn anh em. Đây cục máy nhìn chảy nước miếng luôn anh em. Cái này vẫn có mà mấy cái bát này là em không biết đường nghiên cứu, em không biết đường bắt anh em. Ồ, xe sơn zin mà đẹp như cái kiếm anh em. Đây nhìn xa xa vô đúng bài luôn, 20 mấy triệu được xe cực cộp nha anh em. Xe full đồ zin lên chạy bao sướng luôn anh em. Đây nè anh em nhìn ốc tán nè, này còn đặt chưa nữa nha anh em, ốc tán nó cỡ này anh em. Trời ơi con xe khủng khiếp. À tay nè anh em, chơi cặp kính vuông lên nữa, cặp kính đi nóc vuông rộng cao á nè, lên nữa là đúng bài luôn anh em. Quá đẹp. Đây, nổ máy nè. Xe nổ máy, cái máy nó nổ kinh hồn thiệt. Để anh em. Trời ơi, cái con xe mà cái máy nó nổ cỡ này không tiền không chơi nữa, chơi con xe nào anh em ơi. 23.500 tính ra con này là siêu phẩm luôn. Về chạy cọc hơi là bao nước nhìn luôn. Siêu phẩm như cây kiếm. Anh em nào đam mê cái đẹp thì dứt con này về giùm em đi anh em ơi. Đèn zin theo xe luôn. Nó mớ nè anh em. Hết bài này chứ. Ba ga tem mát đầy đủ luôn. Ở đâu được con xe đẹp như vậy anh em. 23.500 thôi nha. Quá đẹp rồi. Con xe nhìn ở ngoài còn tươi hơn nữa anh em. Trời mưa luôn, dán quay cho anh em luôn. Đây nè, cái bô nè anh em, như cái kiếm. Đó, đây nè, 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 nè. Ốc xi 7 màu, ốc là 7 màu luôn anh em. Xe chưa qua dặm tuốt nha anh em. Sơn zin, máy zin mà đẹp cỡ này thì ở đâu ra anh em. Giá 23.500. Anh em nhìn cái đầu máy nó nhìn là biết ghiền. Đó. Vậy mới đúng chức xe zin anh em. Tới chưa, tới chưa. Xe nhan. Đây là em quay vô nhìn thấy cái mặt em luôn nè anh em, nó thấy chưa, cái bình xăng đúng dữ luôn, xong bếp điện gì tùm lum quá trơn nè anh em. Đam mê cái đẹp thì dứt em này về giùm em đi. Thường thường nó còn mấy bộ đồ ngời nữa mà không biết con này còn không anh em, em chưa kiểm tra thử cái bộ đồ ngời đó nữa. Trời ơi, còn đồ ngời luôn anh em ơi, anh em. Trời ơi, nó mới nè. Bộ đồ ngời zin luôn nha. Nè anh em. Mới nè anh em ơi. Ôi, vậy được rồi. Cái này là cái gì? Sổ sách gì của nó nè anh em.
nó mới gì anh em không rất tiền thì rất tiền cái gì nữa bây giờ. Bán xe này 2x rồi kêu kiếm nữa rồi ở đâu mà kiếm ra nữa đây anh em. Nhìn đúng chả đúng miếng được chứ. Mưa luôn. Mưa luôn anh em ơi anh em. Đồ ngày phá zin đủ hết theo xe luôn anh em. Xe gì không chơi chơi xe nào nữa, giá chỉ 23.500 được con Yamaha IB 50cc nha anh em. Động cơ 4 thì bựng zin, sơn zin, máy zin cực đẹp, siêu phẩm. Rồi anh em nhanh tay alo số điện thoại em ha. 0832354148 nha anh em. Thank you anh em đã xem video nha.